Để tránh nóng cho đàn gà, người dân Nghệ An đã đầu tư lắp đặt hệ thống phun sương trên mái chuồng trại, liên tục tưới nước từ sáng đến chiều tối. Hệ thống quạt được lắp đặt hàng loạt bên trong chuồng gà nhằm tản nhiệt trước cái nóng gần 40 độ C. Dù đã dùng đủ cách để giảm nhiệt trong những ngày nắng nóng, song nhiều đàn gà vẫn chết ngạt mỗi ngày, khiến người chăn nuôi thiệt hại nặng. Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, nhiều thời điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng khắc nghiệt không chỉ khiến cuộc sống người dân đảo lộn mà còn khiến nhiều nông dân bất an, xoay sở đủ cách để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi. Đầu giờ trưa, bà Phạm Thị An sống tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phải lấy gói bột tăng lực hòa với nước rồi vào cho đàn gà uống để hạ nhiệt. Hơn 10 năm chăn nuôi gà đẻ trứng, bà An cho biết chưa năm nào thời tiết mới đầu mùa hè lại khắc nghiệt như năm nay. Trang trại gà rộng hàng trăm mét vuông của bà nằm giáp biển, khá thông thoáng nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng gà chết vì nắng nóng. Còn gia đình chị Lê Thị Nga ở xã Diễn Trung, dù đã lắp đặt hệ thống làm mát cho chuồng trại, song gần 300 con gà vẫn chết ngạt khi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà thậm chí còn phải vận hành dàn mát suốt ngày để duy trì nhiệt độ chuồng từ 25 đến 30 độ C. Tuy nhiên, vào chiều ngày 18 tháng 5, dàn mát trong trang trại nuôi hơn 10.000 con gà của anh Nguyễn Văn Bình ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị dừng đột ngột do mất điện, đã khiến một nửa đàn gà chết ngạt. Ông Chu Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân cho biết, dù chủ trang trại đã chủ động chuẩn bị phương án dự phòng máy phát điện, nhưng khi mất điện lưới, chiếc máy phát điện này lại gặp vấn đề nên không thể phát điện. Nhiệt độ tăng nhanh đột ngột khiến khoảng 5.000 con gà 2 tháng tuổi bị chết, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Tại các hồ nuôi tôm, ngoài bổ sung các loại vitamin, khoáng chất nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm, nhiều người dân còn phải bám ao đầm để chăm sóc sức khỏe cho tôm. Nhiều hộ dân còn đầu tư hệ thống màn che, phủ kín các hồ tôm để giảm tác động trực tiếp từ nhiệt độ cao ngoài trời vào các hồ nuôi.